Rồi, với giá 871 triệu chưa bao gồm chương trình ưu đãi giảm giá thì các bạn mua chiếc xe này bao gồm tất cả những phí và thuế lăn bánh luôn chỉ với con số 200 triệu. Thì Khanh chia sẻ với các bạn là 200 triệu này nó bao gồm tất cả phí thuế rồi, các bạn không cần phải trang bị gì thêm nữa, không cần phải mua gì, bỏ ra bất kỳ một cái phí nào nữa. Rồi, phần còn lại các bạn sẽ được vay qua ngân hàng, thời gian tối đa là 96 tháng và mỗi tháng chúng ta sẽ đóng tiền gốc cộng tiền lãi giảm dần theo dư nợ còn lại. Khanh xin phép nhấn mạnh giảm dần. Thì số tiền của chúng ta là 13 triệu 500 ngàn là gốc lãi trả giảm dần. À, giảm dần nha, chứ không phải là chúng ta trả đúng con số 13 triệu 500 ngàn này trong suốt thời gian 96 tháng đâu các bạn. Hoàn toàn khác. Rồi, còn về hồ sơ chuẩn bị giúp giùm Khanh là chứng minh nhân dân, hộ khẩu, kết hôn, giấy tờ nhân thân, xác nhận. Đây là những giấy tờ nhân thân thôi, kết hôn hoặc xác nhận độc thân. Kết hôn thì cả hai vợ chồng cho Khanh xin chứng minh dân và hộ khẩu luôn, cả hai vợ chồng nha. Rồi về cái một số câu hỏi, nếu mà chúng ta làm nghề tự do thì như thế nào, Khanh vẫn có thể hỗ trợ được. Chúng ta làm nghề tự do kinh doanh bất động sản hoặc là kinh doanh ở chợ không có giấy tờ chứng minh, Khanh vẫn có thể hỗ trợ được cho các bạn mua vay chiếc xe này. Các bạn làm đứng tên doanh nghiệp thì mà mua xe đứng tên cá nhân thì Khanh vẫn hỗ trợ cho các bạn trong chương trình này được. Các bạn lưu ý là Khanh không nhận nợ nhóm trong những cái thời gian gần đây, tại vì nợ nhóm không có tổ chức tài chính nào họ hỗ trợ hết. Và các bạn lưu ý, nợ nhóm tức là chúng ta đã vay nhưng trả trễ, lịch sử phía trước đã vay nhưng trả trễ, còn nếu các bạn đã vay trả đúng thì vẫn vay được, hai cái hoàn toàn khác nhau các bạn nhớ nha. Đã vay trả đúng hạn vẫn vay được, đã vay nhưng mà trả trễ hạn lúc nào cũng trễ hết thì không vay được, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Khanh không ngại về cái việc mà chúng ta không có nguồn thu chứng minh, nhưng Khanh chỉ ngại về cái vấn đề chúng ta đã vay nhưng mà chúng ta trả trễ nha. Trả trễ thì nó sẽ tùy thuộc vào từng nguyên nhân, thì chi tiết các bạn chia sẻ các nguyên nhân giúp giùm Khanh tại sao chúng ta trả trễ thì Khanh coi có gỡ rối được hay không thì sẽ báo sau, nhưng mà không hứa chắc. Rồi về cái khi các bạn mua vay tại đại lý thì Khanh có một số cam kết, đó là không bắt buộc mua bảo hiểm nhân thọ, không bắt buộc mua bảo hiểm khoản vay. Đây là những hai khoản bảo hiểm một số ngân hàng họ bắt buộc đối với Khanh là không bắt buộc. Chương trình của Khanh là không bắt buộc mua, các bạn lưu ý nha, đến với đại lý là những cái này là không bắt buộc. Và chương trình này hỗ trợ cho khách hàng hộ khẩu Hồ Chí Minh, hộ khẩu ở tỉnh và những tỉnh không có Honda. Các bạn lưu ý nha, hộ khẩu Hồ Chí Minh, hộ khẩu tỉnh và lưu ý những tỉnh không có Honda thì Khanh không hỗ trợ chương trình này. Những tỉnh có Honda rồi thì Khanh không hỗ trợ chương trình này, Khanh xin nói nhầm. Chi tiết nếu mà các bạn quan tâm về chương trình này, nhờ các bạn gọi điện cho Khanh theo số điện thoại 0996 77 3366 thì Khanh sẽ chia sẻ giải đáp rõ ràng hơn, và chúng ta chỉ việc lên showroom chúng ta ký hợp đồng thôi. Còn nếu các bạn lên thẳng showroom thì nói lễ tân cho gặp Khanh, Khanh sẽ hỗ trợ trực tiếp chương trình này cho các bạn. Các bạn cảm thấy video Khanh hữu ích, nhờ các bạn nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất thì Khanh sẽ chia sẻ thêm những các vấn đề về sau và trong quá trình sử dụng. Đây là chương trình hậu mãi dịch vụ bán hàng của đại lý. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và quan tâm kênh của Khanh. Xin cảm ơn và xin chào.